SUV thuần điện cao cấp với thiết kế mạnh mẽ, độc lập, mang đến hiệu suất cao đáng ngạc nhiên và trải nghiệm lái xe đa dạng đầy thú vị. Hồng Kỳ EHS9 có kích thước dài 5.209mm, rộng 2.010mm, cao 1.713mm, chiều dài cơ sở lên đến 3.110mm. Mặt ca lăng của EHS9 vẫn mang thiết kế DNA của Hồng Kỳ, mô phỏng dòng chảy của thác nước thẳng đứng, hùng vĩ và uy nghiêm. Cụm đèn pha full LED matrix đầy tinh tế, tích hợp công nghệ chùm tia sáng cao thích ứng ADB, điều chỉnh gấp chiếu AFS, hiệu ứng chào mừng chủ nhân sang trọng. Tương tự, chiếc EHS9 vẫn giữ DNA mô phỏng về chùm sao Bắc Đẩu đối xứng trên thiết kế đuôi xe, thiết kế với những đường nét vuông vức giúp xe mang vẻ mạnh mẽ và độc lập. Tay nắm cửa tàng hình tự động nằm trên đường khí động học chạy thẳng dọc thân xe, giúp gia tăng khả năng hiệu suất khi chuyển động. Thân xe kiểu lồng thép 9H đảm bảo khả năng vận hành ổn định trên những địa hình khắc nghiệt nhất, với tỷ lệ 67,7% thép cường độ cao, tối đa giúp tăng cường đáng kể độ an toàn của thân xe thông qua sự hấp thụ năng lượng bên trong của dầm cửa. Sàn được nâng đỡ theo chiều ngang để bảo vệ toàn bộ mặt bên cho pin. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp tăng cường đáng kể khả năng điều khiển. Xe cung cấp 7 chế độ lái khác nhau, bao gồm Long Battery Life, Comfort, Sport, All Terrain, Ultimate, Off-Road, Customize, giúp lái xe linh hoạt và dễ dàng hơn trong mọi địa hình đa dạng. Hệ thống treo khí nén thích ứng thế hệ mới, tích hợp cùng công nghệ tiên tiến IDCS, điều khiển điện tử giảm chấn biến thiên thông minh, giúp tùy chỉnh độ cao của xe từ hạ thấp 45mm đến nâng cao 60mm. Hệ khung treo được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu cao cấp nhôm nhẹ, giúp xe giảm được 35kg so với thiết kế truyền thống thông thường, giúp xe linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo độ vững chãi. Xe sở hữu hiệu suất vượt trội với trang bị hai motor điện xoay chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu kết hợp cùng hệ thống pin lithium cung cấp bởi CATL, nhà sản xuất pin ô tô lớn nhất thế giới, cho khả năng chống bụi và chống thấm cấp IP68, dung lượng pin lên đến 99 kWh. Xe di chuyển đến 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Motor cầu trước cho mức công suất cực đại 218 mã lực, mô men xoắn 300 Nm. Motor cầu sau cho mức công suất cực đại 332 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm. Công suất xả cao nhất lên đến 550 mã lực, mô men xoắn 750 Nm, giúp EHS9 với trọng lượng bản thân lên tới 2.640 kg, đạt được khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 4,8 giây. Hồng Kỳ cung cấp các giải pháp sạc điện cho xe vô cùng tiện lợi. Khách hàng hoàn toàn có thể sạc xe ngay tại nhà với nguồn điện dân dụng 220V một pha hoặc 380V ba pha. Bộ sạc theo xe với kích thước nhỏ gọn, có thể cất trong cốp để hành lý. Cabin của EHS9 được thiết kế mang hơi thở tương lai với cụm màn hình điều khiển trung tâm chạy ngang xe. Cabin được trang trí với vật liệu cao cấp Alcantara đến từ Ý và gỗ óc chó tự nhiên sang trọng. Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập tích hợp hệ thống lọc khí PM2.5, máy phát plasma và tạo oxy ion âm giúp kháng khuẩn, hệ thống AQS tự động đo lường chất lượng không khí, đảm bảo cho bầu không khí trong lành và dễ chịu trong khoang cabin. Hương thơm nước hoa 4 tùy chọn mang bản sắc của Hồng Kỳ sẽ cuốn lấy bạn nhẹ nhàng và dễ chịu. EHS9 có 3 phiên bản nội thất 7 chỗ ngồi, 6 chỗ ngồi và hạng thương gia 4 chỗ ngồi. Xe được trang bị hệ thống hiển thị HUD kính ARHUD với công nghệ thực tế ảo hiển thị các thông tin chính của xe, mô phỏng hình chiếu cách 7,5m so với tầm mắt của lái xe, giúp hình ảnh hiển thị vẫn sắc nét nhưng không làm sao nhãng khi di chuyển. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama giúp chủ nhân có thể hòa mình cùng thiên nhiên, mang đúng tinh thần của một chiếc xe năng lượng mới, mang lại cảm giác dễ chịu cho chủ nhân khi ngồi trên xe. Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm ảo Hồng Kỳ Premium 16 loa, tích hợp công nghệ kỹ thuật số A2B và được tinh chỉnh độc quyền bởi Dynaudio, mang tới âm thanh trung thực sống động của không gian nhà hát. Hệ thống ghế ngồi Hồng Kỳ Flagship với hàng loạt các chức năng phục vụ chủ nhân như chỉnh điện, nhớ ghế, thông gió, sưởi ấm và massage. Góc nghiêng của hàng ghế sau lên đến 125 độ, tựa đầu cấp hàng không, hai cánh ở hai bên gập 25 độ để tăng diện tích bao bọc của đầu, giảm hiệu quả tác động và rung động lên đầu của hành khách trong tình trạng gập ghềnh. Ghế sử dụng vật liệu da bò nguyên hạt độc quyền Top Level Edge Napa của Hồng Kỳ. Từng đường nét trên ghế được các nghệ nhân quốc gia thêu tay thủ công tỉ mỉ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Hệ thống an toàn tích hợp chế độ hỗ trợ chủ động cấp độ L3. Hồng Kỳ EHS9 được trang bị 8 camera, 3 radar 65mm, 12 radar siêu âm và 26 cảm biến cho hàng loạt tính năng hỗ trợ chủ động khi lái xe, giúp chủ nhân thoải mái hơn và an toàn trên suốt hành trình dài.
xe được trang bị camera 360 độ toàn cảnh, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước FCV kép, hệ thống hỗ trợ phanh chủ động giảm thiểu va chạm AEB, hệ thống giám sát điểm mù BSD, hệ thống cảnh báo trạch làn đường LDV kép, hệ thống hỗ trợ giữ xe trong làn LKA, hệ thống nhắc nhở giới hạn tốc độ SSR, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng SACC, hệ thống chùm tia sáng cao thích ứng ADB, hệ thống giám sát tình trạng lái xe DSM, cảnh báo mở cửa DOV kép, hệ thống cảnh báo va chạm phía sau RCV kép, hệ thống nhận diện biển báo TSR, hệ thống hỗ trợ chuyển làn LCDA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hệ thống phanh tay điện tử EPB, hỗ trợ giữ phanh Auto Hold, hệ thống hỗ trợ đỗ xe toàn cảnh chủ động APA, hệ thống hiển thị HUD kính thực tế ảo ARHUD, hệ thống hỗ trợ chuyển làn chủ động DCLC, hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường TGP, hệ thống hỗ trợ lái xe ở tốc độ cao HVKP.